chào cả nhà. Hôm nay Nhi Nguyễn Cuộc Sống với Bỉ sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình cách đo thông số trên áo nha cả nhà. Nhi sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình là cách đo thông số cho cái áo này đây. Đó. Cái chị khách này là con chỉ đi học, không có nhà, chỉ đưa cho mình cái áo cũ rồi mình đo, mình cắt cho con chị. Áo này là có nón, dạng áo khoác. Nè, có nón này nha các bạn. Đó. Nha, rồi có bo lai nha. Đây, bo lai và bo tay luôn. Đó, dạng áo khoác. Khi các bạn đo cái áo này thì các bạn chải cái áo cho thẳng cho im hết nha. Đó, cho thẳng cho im hết rồi mình mới dùng thước mình đo. Là đo từ cái chân vai này đi xuống tới đường gác. Đường gác của cái bo nha, chứ không có cái bo. Đường gác này là 60 nha. 60 xong rồi bo cái lai này, cái to bản lai này là 4 phân. Sau đó mình sẽ đo vai từ cái mí vai bên đây và qua tới mí vai bên đây nha, là 47. 47 xong rồi thì các bạn lấy cái cổ luôn, đo cổ luôn, ngang cổ từ cái mí cổ bên đây qua tới đường cổ bên đây là ngang cổ là 18. Rồi đo tiếp là đo ngực thì từ cái dưới cái nách này mình đo ngang qua đây là cái ngực này là 50. Đo lai thì có cái bo nó hơi dúng xíu thì các bạn vịn cái tay hơi cái nhẹ cái lai xíu nha. Cái lai là 47. 47 xong rồi thì kế tiếp thì các bạn so đo cái nách áo từ đây. Các bạn đo thẳng xuống đây, đây ngang qua đây thì đây đo thẳng xuống. Các bạn xíu thước dây ngang qua là nách áo 21 nha. Đó. Nách áo xong rồi, bây giờ tới nách tay. Nách tay thì vuốt tay lên thẳng đi thì tưởng tượng ngay cái điểm ngã tư nách này đi thẳng xuống đây là nách tay là 20. Rồi sau đó các bạn sẽ đo cửa tay. Nha. Đo cửa tay thì cái này từ đây qua đây 11. Như thế nha, đó, cái hơi giảm xíu là 11. Khi đo cửa tay xong rồi thì đo to bản của lai tay. Đó, to bản lai tay là 3,5 cm. Khi đo bản tay lai tay xong rồi bây giờ tới cửa tay nha. Cửa tay đây là 8 cm. Rồi với cái lai áo. Lai áo thì các bạn đo lai áo. Lai áo thì qua đây là 40 phân, nhập đôi nha. Đó. Giờ tiếp là đo dài tay. Dài tay thì tới cái sống tay này là 54. Rồi từ cái sống của gáp tay này là xuống đây to bản của lai tay là 3,5. Giờ Nhi sẽ đo cái hạ cổ trước từ cái đỉnh của vai. Đó, Nhi qua đây thì đo thước dây ngang qua cái cổ hải trước. Thì cái cổ này là hạ trước là 8 cm. Đó, để thước dây ngang qua nha cả nhà. 8 cm. Thấy không? Thước dây để ngang qua là hạ cổ trước 8 phân. Rồi khi hạ cổ trước xong rồi giờ chúng ta sẽ lật cái nón ra làm sao, mình sẽ đo cái hạ cổ sau. Đó, hạ cổ sau là từ cái mí dai luôn, xuống đây là 2 phân. 2 phân dĩnh thước dây băng ngang qua nè, cả nhà thấy không? Đó, ngang qua là 2 phân. Giờ Nhi sẽ đo cái dài mỏ nón nha. Dài mỏ nón ngập đo mỏ nón lại dài xuống đụng tới dưới đây luôn là 33 phân. Và kế tiếp là đo cái dòng cong của cái sao cái sóng của cái đỉnh nón nha cả nhà, từ cái mỏ nón. Các bạn để thước dây vòng qua đây là 45 phân nha. Đây 45 phân. Rồi tới cái đây là cái chân nón. Cái chân nón thì từ cái xích giữa của cái điểm mỏ nón nè. Vòng qua tới cửa sau là cái này là 23 phân. Nhập đôi. Giờ Nhi sẽ đo, giờ Nhi sẽ chỉ các bạn là đo cái túi nha. Đây là dài túi là 17 phân. Ngang miệng túi là 21 phân. Nha, ngang ở trên đây là 21 cm. Rồi cái miệng túi là 13 cm. Miệng túi nha. Đó, rồi ngang cái đáy túi là 28 cm. Để im cái nó hết rồi thì bây giờ Nhi sẽ chỉ cho các bạn đo bị ngang nón nha. Ngang nón thì lấy cái điểm to nhất để trên cái đỉnh nón này, mình sẽ đo ngang qua. Đây qua đây là 23 cm nha. Đó, là ngang nó 23 cm. Đó, vậy là Nhi đã chỉ cho các bạn đo đó. Bây giờ thì các bạn sẽ đo từ cái lằm phi nha, lằm phi của cái nón nha. Đây từ cái chân nón đi lên cái phi. Thì từ cái chân nón đi lên cái phi là cái này là 6 cm nha cả nhà. Đó, 6 cm. Đó. Rồi vậy thôi Nhi xin kết thúc đây nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Nhớ các bạn nhớ xem và ủng hộ comment cho Nhi Nguyễn Cuộc Sống Hoa Bỉ.